Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto, chuyên các cái dòng xe giá rẻ loằng ngoằng và khu khoằm đây. Và ngày hôm nay thì em xin phép các bác này, em sẽ chui vào trong xe trước. Vâng, thực sự ra các bác là thời tiết hôm nay quá nắng nóng luôn. Ngoài trời nhiệt độ đang là hơn 40 độ, gần 50 độ. Còn bên trong xe thì đang là chỉ có 18 độ hơn tí thôi. 18 độ hơn, ngồi trong xe rất là mát và chênh nhau đến 20 độ. Bây giờ mà ra ngoài thì nó gọi là cái gì, sốc nhiệt cũng dở hơi. Thế nên là thôi, em xin phép các bác là em ngồi trong xe review bên trong trước, sau đó review bên ngoài sau. Đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, một mẫu SUV 5 chỗ gầm cao. Mà thực ra các bác là cái dòng này nó rất là rộng, cực kỳ rộng luôn và hiện đại. Đấy, thoải mái và xe của Nhật Bản. Nhưng mà giá bây giờ thì các bác chỉ mua với cái giá nó hơn 100 triệu thôi là các bác đã có ngay được một chiếc xe với cái logo ngôi sao ba cánh. Đấy, logo này thì ai nếu mà biết về xe thì nhìn thì biết ngay. Và đây là một chiếc Mitsubishi Pajero các bác ạ. Một dòng xe của Nhật Bản, hai cầu số sàn. Và xe này thì đấy, vô lăng này nó vẫn còn đẹp này. Đấy, tay nắm cần số vẫn còn rất rõ ràng. Và đây là một chiếc xe được thanh lý từ cơ quan ngân hàng, chạy là được 16,2 vạn. Xe đẹp, bao chuẩn chỉ các bác nhá. Và đây là một chiếc xe cứng này, các bác nhìn nội thất bên trong này. Đấy, nội thất bên trong này, mặt táp lô nó còn két căng như thế này. Có màn hình OLED Pro và có cam lùi kết hợp với cái màn hình này. Đấy, cái màn hình thì các bác yên tâm. Đấy, màn hình đầy đủ OLED Pro nhá. Có nhiều cái chức năng tích hợp bên trên màn hình. Đấy, và xe thì có nhá, kèm cả định vị rồi các thứ linh tinh. À, một chiếc xe với điều hòa auto và có nhiệt độ điều hòa điều chỉnh rất là sâu. Ngồi trong xe thì cực kỳ mát lạnh. À, em này thì được cái là điểm cộng là trần của nó này rất là sạch sẽ, tầm khoảng 8 điểm chưa có dọn dẹp mà đến như trần nó còn như thế này. Đấy, xe này là một chiếc xe được tiêu chuẩn xuất trên toàn thế giới, kể cả là xuất thị trường Trung Đông như thế này này. Thế nên là chất xe thì nó làm rất là cứng. Có mỗi cái này em này là một chiếc xe ngân hàng mà khi mà mua mới con này là rơi vào tầm kính điện này. Đấy, mua mới là 1,4 tỷ. Còn bây giờ thì bên em đang bán cái giá là chỉ có 175 triệu thôi ạ. Thì các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe 4 kính chỉnh điện, hoạt động hoàn toàn bình thường. Con này thì khi mà ở ngân hàng là nó chỉ có kính quay tay thôi, nhưng mà đã được lên kính điện hết rồi. Toàn bộ tapi thì xe đẹp nhá. Và nội thất bên trong xe là hai màu, nâu pha đen, nâu pha đen, nhựa đen này. Và ghế da màu nâu rất là đẹp và căng luôn. Đấy, xe thì đảm bảo cho bác là không phải nghĩ. Và đặc biệt là cái form xe thì con này là form nó rất là cứng, nhìn nó rất là thoáng. Và đây là một chiếc xe SUV gầm cao 5 chỗ dáng thể thao. Và bản V93 là một cái bản mà được rất nhiều người yêu thích. Đây các bác ạ. Vâng, cơ quan thanh lý của ngân hàng mà người ta thanh lý cho bên em với cái giá nó cũng khá là cao. Thế là bây giờ bên em về chiếc xe này và đang bán chiếc Mitsubishi Pajero V93 này với một cái mức giá là 175 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe với dàn lốp tầm khoảng 80%, sơn siêu tôn vỏ đồng đều, đẹp đẽ, sạch sẽ. Và máy ngon, số ngọt, gầm chắc. Động cơ máy của chiếc xe là máy 3.0 V6, mức tiêu thụ khoảng tầm 12 lít trên 100 cây. Xe cứng, két chở tiền đằng sau vẫn còn nguyên và tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Và cái dòng này là xe là không có niên hạn, biển của chiếc xe bây giờ ra biển là biển CD, nghĩa là biển chuyên dùng và xe là không có niên hạn các bác nhá. 5 chỗ gầm cao đi cực sướng và đặc biệt rất thích hợp các bác nào mà hay đi địa hình đường trường. Mình đi phượt, đi chơi thì con này rất là hợp lý luôn, khỏe, bốc, chắc và... nói chung là cái dòng này nó bền. Đấy, các bác đi thoải mái, không bao giờ phải suy nghĩ. Hệ thống đèn của chiếc xe đây các bác nhìn này, đèn này, có cả đèn bi và cái ánh sáng nó rất là mạnh. Đèn trong và xe thì không có lỗi lầm. Đấy, đèn trong vắt luôn. Và toàn bộ mặt ca lăng đầu của xe là nhìn đảm bảo cho bác là không bị đâm va nhá. Xe không có đâm va. Đấy, nguyên bản không có đâm va. Đèn đầu răng các thứ của xe là còn nguyên. Và cái này là đang lỗ chờ để các bác có thể là lắp thêm một cái quả đèn chiếu sáng full 12 mắt cũng bi cũng được. Tôn cabo mỏng và chất thì là sơn zin. Em này thì nguyên bản của nó là màu bạc và sơn của xe cũng là màu bạc. Bên em về là cho xì tút lại, sơn xì lại, đánh bóng lại để các bác có một chiếc xe nhìn như mới luôn. Nói chung là xe này về là chỉ có việc đi thôi. Đấy, chỉ có hơn 100 triệu rẻ, gọi là ngang mô linh cùng đời. Nhưng các bác đã sở hữu ngay là một mẫu SUV gầm cao hai cầu dáng thể thao. Xe đẹp, lốp Jordan. Và các bác nhìn này, đấy, toàn bộ họ cái bên trong của xe này, cua lốp này, đấy, bên trong của xe này, cái lòng cua lốp đẹp luôn. Và xe này thì đảm bảo anh em là không có bị đâm va, đấy, tai nạn ngập nước. Và xe này thì anh em yên tâm, kính là kính zin nhá, kính này kính nguyên bản, đấy, kính nguyên bản toàn bộ cho anh em. Đấy, 2000
09, con này là 209, bản 209 luôn, V93 209. Ở nhà em thì em còn một chiếc 2010 nữa, và 2010 màu xanh biển rất đẹp. Đấy, con này thì là màu bạc, rất thích hợp với nhiều người. Đấy, các bác nào mà thích cái màu bạc thì các bác cứ chơi em này. Còn các bác nào mà thích gọi là màu xanh thì các bác có thể là lấy em 2010 kia. Đấy, giá thì rất là hợp lý. Đấy, các bác nhìn này. Và cái sàn của xe này, các bác nhìn này, sàn này. Cái nỉ nó còn đẹp như này. Đấy. Xe thì đảm bảo cho các bác là không bị đâm đụng, đấy, va chạm, nguyên bản, tai nạn, ngập nước là không có. Đấy, nội thất ghế da thì đồng đều, 5 chỗ đẹp, thể thao. Thời tiết này nói cho các bác là khát nước. Vâng, quay review xe mà nước khát kinh khủng. Rồi, xe này thì nó được cơ cái cơ bản và option nó thì không hiện đại nhiều như những cái dòng xe của Hàn Quốc. Nhưng mà mẫu xe này thì nó rất là bền và nó rất là lành. Chạy chắc chắn và các bác đi là không bao giờ phải suy nghĩ độ bền bỉ hay là hỏng vặt giữa đường là không bao giờ phải lo nhá. Đấy, cái hàng ghế sau này, toàn bộ là ghế được bọc lại rồi. Và ghế da màu nâu rất đẹp, đấy, sạch sẽ. Xe thì cứng và dàn lốp thì là toàn bộ dàn lốp Jordan G39 Yokohama. Lốp dày căng đét luôn, các bác về đi là cứ việc gọi là đổ xăng mà chạy thôi. Đấy, xe này mà không mua thì đúng là thực sự các bác là không mua cái gì được đó. Đấy, vừa rẻ vừa ngon, có lốp treo, có cam lùi, tích hợp màn hình, rồi có két chở tiền đằng sau. Em này thì điểm cộng đó là cái két chở tiền luôn, có cả mã khóa cơ. Nhưng mà gặp tay cơ của em Vũ Duy ô tô là giật. Đấy, thế là mở ra ngay. Đấy, và các bác để ý toàn bộ két bên trong này, nó còn rất là sạch sẽ. Đấy, két bên trong đồ nghề đầy đủ, nói chung là chả thiếu cái gì. Đấy, nguyên bản két. Và cái này đăng kiểm có két thì các bác cứ để nguyên két cũng được. Còn các bác thích thì tháo ra xong rồi đến kỳ đăng kiểm mình lắp vào. Thế đấy, nó rất là đơn giản. Vâng, không vấn đề gì nhá. Có bình chữa cháy này theo đúng tiêu chuẩn của ngân hàng. Có nghĩa là chở cái gì đi thì chở, nhưng mà phải có bình chữa cháy đi kèm. Đấy, bản lề này còn chưa có phải nghĩ ngợi gì luôn. Em này thì được cái cứng, cứng xe và keo chỉ là zin như anh em nhá. Đấy, keo chỉ zin, thân vỏ cứng và chạy rất là sướng luôn. Một chiếc xe SUV gầm cao, dáng thể thao. Nóc thì không có giá nhưng mà được cái chất. Đấy, tôn vỏ mỏng, được cái gầm nó cao. Đây các bác nhìn này, gầm này. Đấy, gầm đây. Đấy, gầm cao, dáng đẹp thoáng đãng luôn. Và lốp dép thì toàn bộ sắt xi, không hề bị han mọt. Đấy, lốp dép này. Đấy, em này thì nói chung là điểm cộng luôn. Và các bác không phải làm gì mà chỉ việc chạy thôi. Hệ thống loa của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Bản lề cánh sau này. Đấy, bản lề cánh sau. Đấy, và độ vận hành thì chiếc xe này thì các bác cứ yên tâm, không phải lo lắng. Đấy, cứ việc là đổ xăng và chạy thôi. Dòng này thì nó sẽ hơi tốn xăng. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đối với đường trường là chiếc xe này sẽ rơi vào tầm khoảng 10 lít xăng trên 100 cây. Còn đối với đường leo dốc rồi phố xá nguy hiểm thì 12 lít, 13 lít trên 100 cây. Và các bác đi những cái dòng này thì nói chung là xe nó độ bền bỉ cao, độ tin cậy cao, cầu số hoạt động hoàn toàn ngon. Và cái dòng xe này là dòng xe địa hình chuyên dùng rồi. À, những chiếc xe như thế này nó là những chiếc xe mà được đánh gọi là giải nhất của những cái giải vô địch đường trường khắc nghiệt nhất thế giới rồi. Thế nên là các bác yên tâm là riêng dòng Parezo nó là một cái dòng xe cực bền. Đồ nghề thay thế sửa chữa thì cứ rất dễ dàng. Nhiều bác bỏ lo là hay nó đắt đồ, nhưng mà nói thật các bác là đắt đồ là do gara người ta báo đồ thôi. Chứ còn những cái đồ này thì em thấy nó bình thường, không có vấn đề gì. Đấy, động cơ V6, máy V6 3.0, còn nguyên phân chuột ở trên này kìa. Đấy, em này thì mới lấy về từ ngân hàng. Đấy, người ta để lâu quá rồi, bụi rồi. Sau video này thì em sẽ xoa rửa dọn cái xe này, và để cho các bác có một chiếc xe mà ngon lành cành đào, đẹp, sạch sẽ. Đấy, và xe thì đấy, em đảm bảo rồi, các bác yên tâm nhá. Cam kết đảm bảo cho bác là đầu răng này còn nguyên này. Đấy, toàn bộ chỗ đầu răng hai bên này của xe là còn nguyên, răng trước nó còn nguyên này, không có bị đâm đụng. Đấy, tất cả đầu tai đèn hay là sườn đầu hai bên. Và đây là một chiếc V93 đời 2009, chất rất nét luôn. Đấy, máy ngon, số ngọt, gầm chắc, côn nhẹ, hai cầu hoạt động hoàn toàn bình thường. Và chiếc xe này là sử dụng hai cầu cơ.
Đấy, hoạt động hoàn toàn ok, có cầu nhanh, cầu chậm. Đấy, có khóa cầu V-Sai và xe chạy cực kỳ ngon luôn. Máy ngon gầm chắc và giá cả thì vô cùng phù hợp, 175 triệu đồng. Các bác nào mà yêu thì mời các bác qua cửa hàng nhanh tay múc ngay em này, và gọi là đi mình mua về để mình đi chơi, đi công việc làm ăn, đi câu cá, đi dã ngoại rất là hợp lý luôn. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ, hợp lý, hợp tầm tiền tại Em Vũ Xe Ô Tô. Đấy, nói chung là xe này thì chẳng có gì phải chê cả, về việc đổ xăng và chạy thôi, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên thì có mà phá không hỏng, vì cái dòng này cực kỳ lùi đồng cuối đá. Cảm ơn các bác.